Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào. Giới thiệu về mình một chút như nào, Lena? Chào mọi người, tớ tên là Lena và đây là tên thật của tớ. Tớ năm nay 22 tuổi, đang học marketing ở Hà Nội. Chiều thu hương, gió em đưa xào xạc che thương, lá rơi rơi. Trời ơi, sao giống tiểu thư quá vậy? Sao giống bạn em đi bơi quá vậy? Y chang vậy? Lại còn xinh nữa. Trời ơi, em xinh quá, với lại em tự stylist cho mình luôn hả? Vâng ạ, em tự mặc đây. Rồi tóc em là tự nhuộm luôn hả? Không có tự nhuộm được, cái này em tự nhuộm. Em tự nhuộm. Thấy chưa? Tự nhuộm đó. Trời ơi, tự nhuộm.